Tôi là bà ngoại của bé, bé điều trị bệnh ở đây, các y bác sĩ ở đây, điều dưỡng ở đây rất là tốt, nó thăm hỏi các cô ở đây rất là tốt nha, chăm sóc tận tình lắm nha, cho bé mau hết bệnh lắm nè, bé tốt ơi. Cảm ơn nội y bác sĩ ở đây nè, chị bệnh bé mau hết bệnh nè, mình cũng thích ở bệnh viện này.